phát biểu về cuộc tấn công khủng bố tại Mỹ, Thủ tướng Anh Tony Blair nhìn sự kiện đang xảy ra tại Mỹ và đại diện của cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay trong thời gian trước đại hội lần thứ 16 diễn ra tại thành phố Atlanta, đã xảy ra tại thành phố này chứng tỏ khán giả đây rồi đã rất cao lên chắc rồi, chắc rồi, chắc rồi. Thằng thiệt cầu quá. Cắt nha em ơi.